Vâng, cảm ơn bạn Lương Thiên Khang. Vâng, mệt vẫn cát hay vãi lồn, đừng hát là được. Không vãi lồn. Các bạn đụng cái gì thì các bạn đụng vào việc hát thì là tôi tự ái rồi. Gì chứ, hát nó là đam mê của tôi rồi các ông ạ. Ông kêu tôi không hát thì không được rồi.